Xin chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị, trưa nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh thành miền Bắc, trời chuyển rét nhanh, nhiệt độ giảm hơn chục độ so với buổi sáng và dù đã được dự báo trước nhưng vẫn khiến cho người dân bất ngờ và sau đây là ghi nhanh tại Hà Nội trong buổi chiều gió mùa về. Tối qua, hai cảnh sát giao thông công an thị xã Duy Tiên Hà Nam ra hiệu lệnh dừng xe để đo nồng độ cồn thì bất ngờ bị một xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh lao vào khiến cho hai cán bộ chiến sĩ bị thương. Trong ngày đầu gia quân trấn áp tội phạm đảm bảo an toàn trật tự Ở dịp Tết Nguyên đán thì lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vi phạm. Thưa quý vị, bưởi là một trong bốn cây trồng chủ lực của Hà Nội hiện nay và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Để tìm đầu ra xúc tiến thương mại cho loại quả này thì thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thi bưởi lần thứ hai diễn ra vào sáng nay và phóng viên Hà Mai thông tin từ sự kiện. Xu hướng uh, truyền hình trực tuyến livestream bán hàng thì đang dần thay đổi cách thức người dân mua sắm, nó cũng khiến các tiểu thương tại chợ truyền thống buộc phải thay đổi để tồn tại. Việc hàng trăm nhà sáng tạo nội dung đến các chợ giúp livestream bán hàng thì đang mang lại nhiều sức sống mới cho chợ truyền thống. Ung thư cổ tử cung là loại ung thư nguy hiểm, đứng thứ hai sau ung thư vú. Trung bình mỗi năm ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới, thế nhưng có tới 80% phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 65 ở Việt Nam chưa từng tầm soát ung thư cổ tử cung trong 3 năm qua. Mà đây là cách hiệu quả để giảm nguy cơ mắc bệnh. Tổ chức y tế thế giới WHO hôm qua cảnh báo dịch bệnh đậu mùa khỉ ở Cộng hòa dân chủ Congo có thể lan rộng ra nhiều nước do đang có xu hướng gia tăng số ca mắc do lây truyền qua đường tình dục. WHO đang lo ngại sẽ có thêm các ca bệnh lây truyền từ Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh đã xảy ra một đợt bùng phát dịch bệnh ở nước này trong năm nay với hơn 13.000 trường hợp nghi mắc Trái với dự báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu về tốc độ tăng trưởng của kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền Trung châu Âu Eurozone có thể đạt 0,6% trong năm 2023, số liệu khảo sát mới nhất lại cho thấy kinh tế khu vực Eurozone gần như chắc chắn suy thoái trong năm nay khi mức độ suy giảm hoạt động kinh doanh của khu vực trở nên bất thường trong tháng 12. Thông tin từ nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu. Chính phủ Thái Lan đang tìm cách thúc đẩy sức mạnh mềm của nước này trên toàn cầu trong 11 ngành công nghiệp. Mục tiêu đó là tạo ra doanh thu 4.000 tỷ bạc tương đương với 116 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bảo đảm công chức, viên chức, người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng theo như chúng tôi đã đưa tin, thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, thì chính phủ Australia đã viện trợ cho Việt Nam gần 500.000 liều vaccine 5 trong 1 để triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Và chiều nay thì vaccine đã về đến Viện Vệ sinh Dịch tễ và bảo quản tại đây trước khi phân bổ cho các địa phương. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long khởi công vào tháng 3 năm 2020 là một trong những dự án trọng điểm quốc gia. Hiện công trình đang được các nhà thầu gấp rút thực hiện những phần việc cuối cùng để kịp khánh thành vào cuối tháng 12 này nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Thời gian qua trên địa bàn Quảng Ngãi thì đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo trộm cắp tài sản của người dân. Đang nói là bị hại thường là người già ở nhà một mình. Kẻ lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt trộm tài sản có giá trị. Hậu quả là nhiều người đã mất trắng số tiền dành dụng nhiều năm qua. Chuyển sang phần tin quốc tế, quân đội Israel ra tuyên bố thừa nhận các binh sĩ nước này ngày hôm qua đã bán chết ba con tin sau khi nhầm lẫn những người này là mối đe dọa. Chính phủ nước Đức đã quyết định gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới với Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ thêm 3 tháng cho đến ngày 15 tháng 3 năm sau. Bộ Nội vụ Liên bang Đức nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát biên giới đang phát huy hiệu quả nên cần được tiếp tục gia hạn. Hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ là số tiền mà các quốc gia và doanh nghiệp sẽ đóng góp để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu. Đây là cam kết vừa được đưa ra tại diễn đàn người tị nạn toàn cầu diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Hoàng tử Harry của Vương quốc Anh ngày hôm qua đã giành chiến thắng trong vụ kiện nhà xuất bản báo chí Mirror Group Newspaper. Đây là chiến thắng pháp lý đầu tiên của Hoàng tử Harry trong số nhiều vụ kiện được đưa ra xét xử chống lại các tờ báo lá cải ở xứ sở sương mù. Theo tòa án tối cao Anh, Hoàng tử Harry đã là nạn nhân của hành vi hack điện thoại và thu thập thông tin bất hợp pháp do các nhà báo của các tờ báo anh thực hiện. Tòa án đã yêu cầu Mirror Group Newspaper Ngày hôm nay tại Vĩnh Phúc đã diễn ra ngày hội trồng cây 2023 với sự tham gia của 600 người là cán bộ công nhân viên của công ty Honda Việt Nam, đại diện các sở ban ngành và người dân địa phương. Kể từ khi tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đến nay, thì Hà Nội luôn nỗ lực triển khai các sáng kiến giải pháp phát huy tiềm năng sáng tạo thành nguồn lực phát triển, thực hiện có hiệu quả các cam kết của thành phố với UNESCO. Hà Nội đã xúc tiến nhiều hoạt động thúc đẩy việc hình thành các không gian sáng tạo trong lòng đô thị và là nơi tập trung nhiều nhất với 115 điểm đến và hàng loạt đề án cho tương lai. Đây là nơi có số lượng không gian sáng tạo nhiều nhất cả nước với hơn 60 địa điểm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc thiết kế thủ công không gian làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp những nhân tố cốt lõi thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo công nghiệp văn hóa hiện thực hóa tầm nhìn khi hà nội trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco nếu là một người yêu thích mặt trăng từ quá trình nghiên cứu đến hành trình chinh phục của con người, thì quý vị đừng bỏ qua cuộc triển lãm tương tác mang tên là Những người đi bộ trên mặt trăng hành trình cùng Tom Hanks đang mở cửa đón công chúng tại thủ đô London của Anh. Cuộc triển lãm được nhà làm phim và cũng là diễn viên gạo cội người Mỹ Tom Hanks. Ở... Lễ hội bánh thường niên lần thứ 49 ở Bengaluru miền Nam Ấn Độ đã được khai mạc vào ngày hôm qua. Các thợ làm bánh thì đã mang đến hàng chục tác phẩm rất ấn tượng. Chỉ còn một tuần nữa là lễ Giáng sinh trong tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa phương Tây. Thì đây là dịp để biểu lộ và trao đi những món quà đối với gia đình và bè bạn. À, còn trong xã hội thì đây cũng là dịp để mỗi người, mỗi nghề biểu lộ sự nhân ái và sẻ chia đối với cộng đồng. Ghi nhận về câu chuyện Giáng sinh trong ngành biểu điện ở Mỹ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.